Câu chuyện chó sói và cừu non. Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng mà chưa kiếm được chút gì bỏ bụng. Mãi đến gần tối mới thấy một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn, một chú cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng lao tới áp sát chú cừu non. Thoáng thấy cặp mắt của lão sói đỏ khe như hai hòn lửa, cừu non hoảng hồn. Nhưng cừu non đã kịp thời nén được sợ hãi, ung dung bước tới trước mặt lão sói dữ, lễ phép nói: "Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác để tỏ lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay không quấy nhiễu đàn cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng." Sói ta không ngờ mình được trọng vọng như vậy, lấy làm thích chí và cảm động lắm, liền cho phép cừu non trổ tài ca hát. Cừu non ráng hơi ráng sức be lên thật to, tiếng kêu be be lên bỗng xuống trầm, mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu nghe được, lập tức phát gậy chạy lại, nên cho sói ta lúc ấy đang vểnh tai nghe hát một trận nên thân. Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó sói no đòn bỏ chạy vừa than thân: "Ai đời chó sói mà nghe ca hát, mồi cây bên miệng mà lại để mắt mưu cừu non. Hơi tức ơi là tức.